chưa thành niên nhưng đã sớm bước chân vào chốn lao tù. Cánh cửa nhà giam mở ra cũng là lúc dập tắt bao ước mơ, hy vọng và bao việc làm còn dang dở của thanh niên này. Tương lai khép lại, bóng tối sau song sắt không làm nguôi ngoai sự day dứt, mà càng chất chồng thêm sự ân hận dày vò, giá có thể làm lại. Hơn 110 vụ án giết người, hơn 170 bị cáo phạm tội giết người. Tỉnh Bắc Giang đã trở thành tỉnh đứng đầu ở khu vực 14 tỉnh miền núi phía Bắc về số vụ giết người trong giai đoạn 2011-2015, đứng thứ hai trong khu vực 5 tỉnh tiếp giáp nhau. Điều đáng lo ngại là trong giai đoạn này, số người phạm tội giết người liên tục gia tăng. Mặc dù số vụ án giết người xảy ra năm 2015 ít hơn so với năm 2011, nhưng số bị cáo phạm tội giết người lại tăng tới hơn 150%. Trong gần 2 năm gần đây, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, có một thực tế là Bắc Giang không phải là địa phương phức tạp, có các băng đảng, nhóm xã hội đen hoạt động, nhưng lại là địa phương có số lượng các vụ án giết người lớn, trong đó có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong những năm qua thì tình hình tội phạm về trật tự xã hội nói chung, tội phạm hình sự nói chung và tội phạm giết người nói riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn biến phức tạp, xuất hiện những cái phương thức thủ đoạn phạm tội mới, cái tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng, đã làm ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự địa phương và gây cái bức xúc và lo lắng trong cái quần chúng nhân dân. Không chỉ gây bức xúc trong nhân dân, mà thực trạng về tội phạm giết người hiện nay rất đáng lo ngại khi mà đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa. Trong số các vụ án giết người xảy ra, trong số các tội phạm giết người đã xét xử, thì có tới 65% bị cáo ở độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Trong đó độ tuổi dưới 18 phạm tội giết người chiếm hơn 10%. Trong đề tài khoa học cấp tỉnh về thực trạng tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và những giải pháp phòng ngừa của Ban Nội chính tỉnh ủy mới hoàn thành trong năm nay, đã cho thấy một thực trạng đáng giật mình khi phần lớn các vụ án giết người xảy ra do nguyên nhân xã hội nảy sinh từ những mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trong các vụ án giết người, mà cái điều mà chúng tôi quan tâm nữa đó là cái ứng xử giữa các cái thành viên trong cộng đồng, rồi giữa các thành viên trong gia đình và dòng họ. Ở đây người ta thiếu một cái kỹ năng ứng xử, và trong cái quá trình xảy ra mâu thuẫn thì cái xu hướng mà giải quyết những cái mâu thuẫn đó bằng bạo lực, chứ không theo các cái luân thường đạo lý, rồi không giải quyết theo những cái ứng xử văn hóa và pháp luật. Thì cái số này, cái tình hình này thì có chiều hướng gia tăng hơn. Tại huyện Sơn Động, một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, trong 5 năm gần đây đã xảy ra 22 vụ trọng án, trong đó có 11 vụ giết người. Mặc dù số lượng vụ án giết người không tăng, nhưng năm nào cũng xảy ra. Những nguyên nhân xã hội dẫn đến tội phạm giết người ở Sơn Động nảy sinh rất nhiều từ sự bột phát. Chúng tôi xác định đó là nguyên nhân xã hội, bởi vì là có thể xảy ra trong một gia đình, có thể xảy ra trong một cái bữa tiệc, một cái đám cưới hoặc những đám ma chay nào đó, thì do cái việc mà ăn uống tụ tập chè chén, nó quá chén. Thế trong khi đó thì cái không làm chủ được bản thân thì dẫn tới các cái vụ trọng án rất là đáng tiếc xảy ra. Cũng chính từ những nguyên nhân xã hội mà số vụ án giết người liên quan đến người thân đang gia tăng. Trong những năm qua, có tới xấp xỉ 50% số vụ án giết người xảy ra liên quan đến gia đình, dòng họ. Trong đó, có gần 15% là thân nhân trong cùng gia đình, xấp xỉ 30% là anh em, quan hệ họ hàng bạn bè.
Đây là một thực trạng rất đáng lo ngại. Cách đây vài năm, ngôi nhà này đã từng là nơi xảy ra án mạng giữa hai anh em trong một gia đình. Chỉ vì những bực dọc bột phát cộng với men rượu, người em đã không làm chủ được mình và cướp đi sinh mạng của người anh. Người anh mất đi, người em vào tù. Bố mẹ không giấu được cảm xúc mỗi khi nhắc đến. Sự đau xót còn đè nặng trong căn nhà. Chúng nó vẫn thường yêu nhau chứ. Cái mới có tội điểm ấy. Rồi thì uống rượu sao về ăn cơm thì con mèo kêu, đập mèo. Cái cả cái tivi mà giờ trước là nó bị hành. Cái dây hình ấy, lúc được lúc không, mở không được theo anh. Tao còn không mở được, mày mở nào được. Đó, mà sao nó mới xảy ra cái chuyện này. Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chủ yếu xuất phát từ thù tức và nhiều vụ do bột phát. Đó là những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, tranh chấp đất đai, nợ nần tiền bạc, quan hệ tình cảm, va chạm giao thông, xích mích trong các sinh hoạt cộng đồng và trong các cuộc rượu bia, sử dụng ma túy đá tổng hợp, gây ảo giác, thậm chí do cả đối tượng mắc bệnh tâm thần gây ra. Một số các đối tượng khi bị giam giữ vào tại trại thì cái thần kinh nó cũng chưa được ổn định. Có những cái mà là chưa làm chủ được bản thân, gây cái ảo giác rất lớn mà cảm tưởng như là mất một cái phương hướng, vấn đề về cái định hướng trong cái quá trình kiểm soát vấn đề về bản thân đối với các đối tượng này. Trên thực tế, nhiều vụ án xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng lại làm cho các đối tượng phạm tội dễ nổi nóng, mất kiểm soát và dẫn tới tự hành xử mà không cần giải quyết theo pháp luật. Lúc bây giờ tôi cũng có uống chút rượu vì ngày Tết nên là tôi cũng có nóng nảy vì tôi cũng không kiềm chế được. Thì lúc đó tôi hai vợ chồng ngồi nói chuyện thì là tôi cầm cua củi là tôi đánh sang, nhưng không may dẫn đến hậu quả vợ tôi đã chết. Sự bùng nổ công nghệ thông tin trang mạng xã hội khiến cho việc tiếp cận với những hình ảnh bạo lực dễ dàng, cụ thể hơn và tác động rất lớn đến tâm lý, hành vị, nhất là lứa tuổi thanh niên, vị thành niên. Bên cạnh đó, lối sống buông thả, coi nhẹ giá trị đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên cũng đang trở thành những nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, dẫn đến các vụ trọng án, mà trong đó có sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình. Và điều này khiến cho những người sống xung quanh rất lo ngại, thậm chí hoang mang. Trên địa bàn xảy ra cái vụ hai anh em tâm thần đi làm đồng có xảy ra cái đánh nhau và xảy ra chết người, thế vậy do vậy trong cái tội phạm giết người có trên địa bàn xảy ra như vậy cũng là kiến nghị với các cấp chính quyền và có cái biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với những đối tượng có dấu hiệu tâm thần nặng. Đột nhiên đâm chém gây mất bình yên trên địa phương cho bà con, gây xôn xao dư luận, bà con làm ăn không yên. Tội phạm giết người là một loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ án giết người xảy ra đã để lại hậu quả nặng nề, dai dẳng đối với gia đình người bị hại, đối với cả người phạm tội và cả cộng đồng dân cư. Những hậu quả mất mát do các vụ phạm tội giết người gây ra không thể lấy lại và không thể bù đắp, lấp đầy, dù người thân của cả hai bên và cộng đồng dân cư đã hết sức cố gắng khắc phục hậu quả. Trở lại với câu chuyện của thanh niên sớm bước chân vào vòng lao lý khi chưa đủ tuổi thành niên mà chúng tôi đề cập trong phần đầu của phóng sự. Sinh năm 1998, nhưng Lương Đức Tuyển, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng đã có hơn 2 năm ngồi trong trại tạm giam. Chỉ vì những mâu thuẫn xích mích bột phát cá nhân và thêm sự kích động do uống rượu trước đó, phạm nhân này đã cùng 3 người khác phạm tội giết người khi đang đi chơi. 12 năm tù là mức án dành cho hành vi giết người của Lương Đức Tuyển khi vẫn ở tuổi vị thành niên. Lẽ ra đã trở thành lao động chính trong gia đình, nhưng giờ đây đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Thật bố mẹ em ở nhà cũng làm ruộng vất vả. Em cũng để lại gánh nặng một phần kinh tế cho bố mẹ. Đáng lẽ ra bây giờ em là trụ cột trong gia đình.
Em biết là em gây cái án này thì xóm làng em biết là sẽ có lời dị nghị đến tai bố mẹ em. Năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng người đàn ông này vẫn cô quạnh một mình. 4 năm trước, con trai của ông đã bất ngờ ra tay sát hại một người hàng xóm. Nạn nhân may mắn không bị thiệt mạng, nhưng mang thương tật suốt đời. Con trai của ông cũng đã phải chịu mức án 12 năm tù. Sau sự việc, người con dâu cũng bỏ nhà ra đi. Ngọn lửa vẫn cháy hàng ngày, không giảm bớt được cái hiu quạnh trong căn nhà và càng không thể giúp ông ấm lòng. Bây giờ nói chung là mình yếu, mình đi làm thuê kiếm ngoài thôi, không ai phục vụ cho. Không chỉ để lại cả cái nặng đối với chính gia đình của mình, mà những người phạm tội giết người còn đang khiến người thân, gia đình mặc cảm, sống khép kín với cộng đồng dân cư. Thời gian xảy ra vụ việc dù mới hay lâu, thì những gia đình có người phạm tội giết người đều có một mặc cảm rất lớn khi tiếp xúc với mọi người. Khi chúng tôi thực hiện phóng sự này cũng rất khó khăn để tiếp cận được với các gia đình và việc chia sẻ thông tin càng khó khăn hơn. Cách đây hơn 6 năm, dư luận cả nước đã bàng hoàng với vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, huyện Lục Nam. Đây cũng là vụ án đứng thứ tư cả nước về mức độ nghiêm trọng trong thời gian qua. 3 người thiệt mạng, 1 người thương tật, kẻ gây tội ác đang phải đền tội, chấp hành án phạt tù. Thế nhưng trong thời gian này, ngôi nhà của Lê Văn Luyện vẫn thường xuyên đóng cửa. Bố vào tù vì tội không tố giác tội phạm. Những người thân trong gia đình thường xuyên vắng nhà. Sau khi xảy ra cái vụ án trên thì gia đình nhà Luyện cũng có một cái thời gian cái cuộc sống nó cũng diễn ra nó không được bình thường so với những cái thời gian chưa xảy ra cái vụ án, đặc biệt là về thay đổi cái nghề nghiệp. Gia đình cũng đã có một thời gian nó đã dọn đi về ở nơi của bố mẹ chứ không ở cái căn hộ mà gia đình trước đây. Tội phạm giết người đã để lại một hậu quả nặng nề đối với cả những gia đình nạn nhân. Mất người, mất của, tác động xấu đến tâm lý. Tại ngôi nhà nơi xảy ra án mạng của vụ án Lê Văn Luyện đã được người thân trong gia đình chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Thế nhưng nỗi đau tinh thần vẫn còn dai dẳng khi có quá nhiều biến cố xảy ra với gia đình nạn nhân sau vụ án này. Không bao giờ gia đình nhà tôi có thể nguôi ngoai được. Sau cái cuộc vụ án của em chồng tôi thì cuộc sống của gia đình nhà tôi hai bên nội ngoại rất bị xáo trộn. Nhất là bố mẹ của hai bên gia đình, nhất là bố thì rất là buồn, đau buồn ạ. Và anh chị em trong nhà rất là buồn ạ. Nhất là bố chồng tôi sau vụ án của em chồng tôi là Trịnh Thành Ngọc, và sau 2 năm ông bị suy sụp và ông đã mất đi ạ. 3 năm sau ngày vợ mất trong một vụ án giết người, người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng bởi thủ phạm chính là người em nuôi mà hàng ngày vẫn ra vào gia đình anh. Căn nhà đã một thời làm ăn thịnh vượng, nay trở nên toanh toang và lạnh lẽo khi thiếu bàn tay của người phụ nữ. Cuộc sống xáo trộn với 2 đứa nhỏ, sự thiếu thốn về vật chất người đàn ông này có thể bù đắp cho con, nhưng tình yêu thương của mẹ, sự thiếu thốn tình cảm của người mẹ, anh không thể gánh vác. Nói chung nó vì nhiều cái, một là vợ, hai nữa là con, bây giờ đi thì cũng không ai trông đâu. Nhớ khi bố buồn, nói chung là chúng nó buồn thôi chứ con nó chẳng ai. Đứa bé nhiều lúc nó ngồi kiểu tự nhiên ngồi tủi thân nó khóc. Những người gây ra tội ác sẽ phải đền tội, thế nhưng mất mát đau xót vẫn còn mãi âm ỉ dai dẳng và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cộng đồng dân cư.
Trong công tác đấu tranh chống tội phạm, giết người luôn được xác định là một loại tội phạm nguy hiểm nhất trong các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Bộ luật hình sự đã quy định, với bất kỳ cá nhân nào đủ 14 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội giết người, đều là chủ thể của tội giết người và phải chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi giết người cũng để lại những hậu quả nặng nề đối với nhiều phía. Gia đình có người phạm tội, gia đình bị hại và xã hội. Trước chiều hướng gia tăng của loại tội phạm này, thì việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn là vấn đề được đặt ra. Tại huyện Tân Yên, từ năm 2015 trở lại đây, trên địa bàn đã không xảy ra vụ án giết người nào. Trong rất nhiều biện pháp được đề ra, địa phương này tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, tập trung nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, phong trào này đang tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều đổi mới. Ban huyện Tân Yên đã ban hành cái đề án nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng tôi xác định là phong trào này đang có cái chiều hướng không hiệu quả, thiếu thiết thực. Chính vì vậy mà chúng tôi xây dựng cái đề án này. Thứ nhất là tăng cường cái sự lãnh đạo cấp ủy, sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Thế đặc biệt là cái sự vào cuộc của quần chúng nhân dân, các cái mô hình dân phòng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bởi vì là nếu mà chúng ta phát huy tốt đối tượng này thì cái vấn đề mà chúng ta tiếp nhận tin báo cũng như là ý kiến phản ánh của nhân dân đến các đối tượng phạm tội, trên cơ sở đấy chúng ta sẽ giải quyết và chúng ta sẽ có biện pháp xử lý các đối tượng này tốt hơn. Với lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công an tỉnh đã tăng cường công tác nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa yếu tố phát sinh án mạng. Chúng tôi phải tiếp tục chỉ đạo cái lực lượng cảnh sát hình sự chủ động nắm tình hình những đối tượng hoạt động trên tuyến các địa bàn trọng điểm, xác lập những cái hiểm nghi, chuyên án đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, cái băng nhóm, ổ nhóm tội phạm mà hoạt động có dấu hiệu của tội phạm xã hội đen. Bây giờ các băng nhóm tội phạm lưu manh chuyên nghiệp, những cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên hư tụ tập dùng dao kiếm đâm đánh nhau, gây thương tích rồi gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi sẽ quyết tâm và tất cả những vụ án giết người xảy ra trên địa bàn là điều tra làm rõ. Những cái vụ việc, vụ án thì phải cần điều tra, xét xử nó khẩn trương, tránh tình trạng là để kéo dài, nó gây ra hoang mang, nó gây ra những cái dị nghị để nó vừa làm khó cho công tác điều tra, vừa làm bà con nhân dân hoang mang, tư tưởng là dao động. Trên thực tế, rất nhiều vụ án giết người xảy ra ngay tại gia đình dòng họ mà đối tượng phạm tội và nạn nhân lại là những người thân thiết. Bởi thế, trong công tác phòng ngừa tội phạm giết người, vai trò của gia đình dòng họ cần được tăng cường phát huy. Cái vai trò của gia đình, vai trò của dòng họ trong cái việc giáo dục con cái có nghĩa quyết định. Cái thứ hai là vai trò của nhà trường. Đấy, nhà trường cũng có vai trò hết sức quan trọng trong cái việc này. Và cái thứ ba là cộng đồng dân cư. Chúng ta phải làm sao tạo ra một cái dư luận để, trong cộng đồng dân cư phải lên án những cái hành động như vậy. Đấy, và lên án những cái hành vi tội phạm như thế thì có mới có sức răn đe. Chúng tôi vận dụng là cái việc tuyên truyền một cách hết sức có hiệu quả, đó là sử dụng các đội ngũ cán bộ về hưu, thế rồi cán bộ là người dân tộc thiểu số công tác về và hiện nay là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đấy, thì chính những cái đội ngũ này, những cái lực lượng này là góp phần rất hiệu quả trong cái việc mà tuyên truyền giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân và cũng là một trong lực lượng là góp phần cho cái việc ngăn chặn và phòng ngừa cái tội phạm. Trong công tác phòng ngừa tội phạm giết người cũng đặt ra vấn đề về việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến mâu thuẫn phát sinh trong đời sống của nhân dân. Trong đó chú trọng tập trung giải quyết kịp thời tranh chấp mâu thuẫn mà trong nội bộ dân cư, không để kéo dài nhằm giảm bớt điểm nóng, giảm bức xúc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong thực thi pháp luật. Trong thời gian qua thì cái công tác mà giám sát, công tác kiểm tra trong cái việc đánh giá cái việc mà tổ chức thực hiện pháp luật trên các địa bàn là chúng ta làm chưa tốt.
Thì đây mà chúng tôi nhận thấy rằng là chúng ta phải làm cái việc này để phát huy cái vai trò của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền trong vấn đề tổ chức thực hiện pháp luật. Nếu chúng ta thực hiện tốt cái công tác này thì góp phần cho cái việc mà các cái chương trình kế hoạch nó được triển khai. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm giết người và các loại tội phạm nguy hiểm khác trên địa bàn tỉnh. Trong đó chỉ rõ những yêu cầu nhiệm vụ và các cấp ủy, chính quyền, các sở ngành địa phương cần phải tập trung. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đã được tăng cường. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Mỗi con người khi sinh ra đều có bản thiện, nhưng do hoàn cảnh môi trường, tác động của xã hội mà tính tình thay đổi, có thể phát sinh cái ác, giảm bớt cái thiện. Ranh giới giữa tốt, xấu cũng trở nên mong manh. Bởi thế, nếu không có sự quan tâm giáo dục thường xuyên, không ý thức rèn luyện, không chủ động phòng ngừa thì rất dễ đánh mất cái thiện, thậm chí trở nên bất thiện. Bởi thế, việc ngăn ngừa đấu tranh có hiệu quả tội phạm giết người và tội phạm nguy hiểm khác cần phải được đẩy mạnh. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ của riêng một ngành, một địa phương nào, mà phải có quyết tâm chung tay của toàn xã hội.